Virus xóa kênh YouTube 4 triệu subscribe, lý do chọn ngày cả tháng 4 để thông báo. Sáng ngày 1 tháng 4, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi Virus chính thức lên tiếng xóa kênh YouTube của mình. Cụ thể, khoảng 6 giờ sáng, Virus bất ngờ đăng tải đoạn video với tiêu đề Virus chính thức xóa kênh YouTube 4 triệu subscribe của mình. Sau đó chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, Virus đã khai tử kênh YouTube này như đã nói. Trên trang cá nhân, Virus cũng đăng đoạn video hơn 14 phút tâm sự về hành động này. Mọi người xem hết video nhé! Tớ xóa channel 4 triệu sắp rồi, mọi người có thể không còn tìm thấy một comment nào ở channel khác nữa. 1-2 ngày nữa channel sẽ bị xóa, các video cũ tớ vẫn lưu và up lại. Cụ thể thế nào xem video và tớ để link các channel ở dưới comment nhé. Hy vọng anh em, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ Virus ạ. Nam streamer cho biết, trong video đăng tải, thành viên nhóm Tứ Hoàng chia sẻ cụ thể hơn. Mở đầu bằng việc khẳng định đây là câu chuyện 100% sự thật, không phải vì ngày cá tháng 4, ngày nói dối mà cho người xem. Đây là việc mình đã suy nghĩ từ lâu rồi, nhưng thời gian này liên tục gặp nhiều chuyện nên mình muốn quyết định luôn để không ảnh hưởng đến công việc nữa. Mình xóa kênh chỉ đơn giản vì mình quyết định đúng vào ngày hôm nay mà thôi. Hành động này của nam streamer khiến mọi người vô cùng hoang mang, đặc biệt là đối với những ai đã đồng hành thời gian dài cùng anh. Việc Virus đăng tải video vào thời điểm 6 giờ sáng, sau đó chỉ hơn 1 giờ đồng hồ là xóa kênh đã chứng minh quyết tâm của anh chàng. Theo chia sẻ, xóa kênh YouTube là quyết định được Virus suy nghĩ trong một thời gian dài. Việc này không khiến anh khỏi trăn trở, nhưng quyết tâm phải đối mặt. Chỉ ra những lý do dẫn đến việc này, Virus cho biết channel 4 triệu sub này đang gặp hướng đi về nội dung. Nam streamer muốn tách nội dung ra những kênh nhỏ lẻ khác để phù hợp với nhiều đối tượng người xem. Tiếp theo, kênh YouTube của Virus đang bị đánh bản quyền. Tình trạng bị đánh bản quyền xảy ra liên tục khiến kênh YouTube thường xuyên rơi vào trạng thái hấp hối. Đây là điều Virus không hề muốn. Đồng thời, nam streamer cũng khẳng định, thay vì trốn tránh, anh chọn cách đối mặt và làm lại. Trong video, Virus ngồi ở góc bàn làm việc quen thuộc và khuôn mặt tỏ ra vô cùng mệt mỏi, tiều tụy. Được biết, đây là kênh YouTube đã đồng hành cùng Virus từ những ngày đầu sự nghiệp. Đồng thời, những video của anh cũng thu hút hàng triệu view, nhưng cũng không kém những ý kiến tranh cãi và thị phi. Trong video, nam streamer liên tục lặp lại rằng đây vốn dĩ không phải là trò đùa cá tháng 4. Nam streamer cũng tâm sự rằng đây là kênh mà anh đã làm 6 năm nay, nên việc xóa bỏ có cảm giác này cũng giống như thất tình. Đầu óc trống rỗng, nam streamer mong người hâm mộ ủng hộ hướng đi mới của anh. Bên dưới bình luận, nhiều fan tỏ ra tiếc nuối bởi kênh YouTube này có nhiều video gắn với anh chàng từ thuở đầu. Ngoài ra, nhiều fan khẳng định rằng đây chỉ là trò đùa của nam streamer trong ngày cá tháng 4 mà thôi.